Hello con, nghe rõ Vâng, nghe rõ. không? Rồi có Xin chào gì không? bác khỏe. Rồi khỏe cũng bình Dạ. thường thôi. Rồi Bác mấy hôm nay có xem đợi mình livestream không? bác mấy bữa nay thì cách đây 2 bữa tao cũng có mấy vừa livestream cũng nghe ổng nghe cái chuyện mà bên cái điện Capitol mà nó ông Mike Pence mà ông gõ cái búa xuống mà ông chấp nhận cái ông kia ông thắng, thì tao ngừng tao ngồi tao uống bia cũng lấy đi bữa đó thôi. Ngoài ra tao không biết, bởi vì cái chuyện nó đã xong rồi, coi như đã kết thúc rồi, và nó có một cái vấn đề coi như là đang xôn xao mấy ngày nay là tất cả mọi người biết rồi đó. Rồi những người ủng hộ ông Trump nhào vào trong cái điện Capitol và làm cho bữa nay thì ta đọc thì thấy là tất cả là 5 người bị tử vong, trong đó có một người cảnh sát Mỹ. Và hiện giờ tất cả những cái người mà thân cận của Donald Trump đều rời bỏ ông Trump, và người ta trở mặt, người ta lên án Trump và đứng đằng sau lưng cái vụ biểu tình đó. Thì coi như là ngày tàn, nói chỉ ngày tàn thì hơi quá đáng, nhưng mà cái ngày mà coi như Trump rớt ghế là, thì đã hiển nhiên đã trước mắt rồi, không nói gì, chỉ đợi ngày 20 tháng 1 này là coi như là bàn giao cái chức vụ tổng thống cho người mới thôi, chứ cái chuyện đó thì không nói. Nhưng mà mình ở đây, mình sau khi mình sau 4 năm cầm quyền của ông Donald Trump thì giống như tao với mày đã bàn trước rồi, có nghĩa là nó bộ mặt của nước Mỹ nó nhếch nhác, nó te tua, và rồi bây giờ nó càng te tua hơn, là bởi vì ở đây không ai chấp nhận cái điều mà tổng thống Trump làm vừa rồi, mà để chết xảy ra chuyện chết người. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái uy tín của nước Mỹ hiện giờ đối với người mắt con mắt của tất cả thế giới nó không ra cái đám ôn gì cả. Bởi vì con phải hiểu cái điều này, cái tòa nhà Capitol á, mà hiện giờ đã biểu tình nó kéo tới, nó là đại diện về cái nền dân chủ của nước Mỹ. Nó là một cái đại diện, một ngôi nhà đại diện. Nó còn ghê hơn ở một cái tòa Bạch Ốc nữa, là bởi vì tòa Bạch Ốc là chỗ cậu tổng thống làm việc, nhưng cái nhà Capitol là tất cả mọi sắc luật, tất cả những cái gì mà quyền lực của nước Mỹ nó nằm ở đó, nó đại diện cho nước Mỹ, nó đại diện cho cái nền lập pháp của nước Mỹ. Con hiểu không? Con hiểu bác nói không? Có nghĩa nó nói về vấn đề phong sông, nó nói về cái được coi như nói về vấn đề lớn lao, thì cái tòa nhà nó lớn lao hơn cái tòa nhà trắng nữa. Để bởi vì những cái luật ban hành, là những cái sắc luật, là những cái thông qua về nghị quyết, nghị trình, bất cứ gì đó đều phải nằm trong cái nhà đó đi ra. Ở trong đó người ta nhóm họp, người ta thượng viện, hạ viện, nó thuộc cái dân tòa nhà quốc hội á, đó, nó là đại diện cho nước Mỹ, cái bộ mặt của nước Mỹ nằm ở đó. Nhưng mà một cái cú tát như trời đánh rồi mà như trời giáng rồi mà nó làm cho cái nước Mỹ bê bối và nó bể mặt tất cả một cái hình như là bắt đầu, tao nghĩ là bắt đầu từ giờ phút này nước Mỹ không không thể nào mà lên giọng cái kiểu là phải dạy cho người ta phải dân quyền, hay dạy cho người ta một cái gì đó đại khái là đừng có nói chuyện mà bịt mồm bịt miệng gì nữa. Là bởi vì nó buồn cười ở cái chỗ này, một vị đương kim, bây giờ tổng thống vẫn là đương nhiệm nha, tới ngày 20 tháng 1 mới hết, mà trong khi đó Twitter nè, Facebook nè, đồ má nó cấm ông luôn, tuyệt chơi ông luôn, có nghĩa là nó cấm họng ông luôn, nó bịt mồm ông luôn. Thì tao hỏi mày cái đó là cái gì? Đừng bao giờ rượu dở giọng ra nói rượu ở Việt Nam hoặc là hạ bất cứ nào đó là không có nhân quyền nha. Rượu đây là đương kim tổng thống mà nó còn bịt họng, rồi cái tự do ngôn luận nó nằm ở đâu? À, nó khổ vậy. Và một cái điều mà rất ư là quan trọng là bây giờ FBI đã vào cuộc sau khi xô xát ra chết người, thì hiện giờ đã đài CNN, tất cả các đài báo đài nói là hiện giờ những thước phim mà những gương mặt mà đi vào tòa nhà đó đều có nằm trong tay của FBI cả. Nhưng người ta nhờ người dân trợ giúp, có nghĩa là người ta biết gò mặt hết rồi nhưng người ta không biết họ ở đâu, mày hiểu tao nói không? Thành ra bây giờ người FBI đang nhờ người dân tố cáo giúp đỡ họ, những người nào mà xông vào tòa nhà quốc hội đều có hình ảnh cả, đều có gương mặt hết cả, đều có những người cắm cờ nữa đại khái. Thì hiện giờ người ta đang truy lùng những người đó và đem ra để tố giác tội phạm, tố giác tội phạm. Ở đây là nói một cách như vậy có nghĩa là người ta quy kết đây là một cái sự khủng bố. Chứ nó không phải đơn giản vậy đâu. Thành ra bây giờ coi như là không biết, trong đó ta coi loáng thoáng thì cũng có người Việt, cũng có cắm cờ vàng ba sọc đỏ,
thế là xong rồi đó, có nghĩa là rồi có một cái đoạn clip, có một cái đoạn clip một nhóm người đi vào đi biểu tình ủng hộ Donald Trump, thì tao không biết là có vào trong trên điện Capitol không, không biết, nhưng mà khi mà đi trở về lại ghé tới một cái chỗ của một một tên chống cộng khác nữa, gọi là tên là Nguyễn Vũ, ở đâu tao cũng không rành, nhưng mà ở đâu gần gần đó đó, rồi xuống đó là hành hung người ta, rồi đánh lộn, nghe nó cũng đổ máu đó, rồi có tất cả những hình ảnh đó nếu mà nộp cho FBI là nó sẽ truy ra, và những người đó sẽ bị một cái hình phạt sắc xứng đáng thôi, là bởi vì những người đó đã kéo tới cái điện Capitol để mà ủng hộ Trump. Nếu mà nó không chết người thì tao nghĩ chắc nó không có nổi đâu, nhưng mà đã có chết người thì người ta quy vào đã, đây là một cái sự khủng bố đó. Các báo đài đã lên án là bà rồi, xong rồi cái bây giờ thì coi như là mặc dù là cái chuyện nó đã đóng bọc rồi, đã ký tên đóng dấu rồi thì cái chuyện đó, nhưng mà cái hậu quả mà những người bị kéo vào cái điện Capitol đó thì làm xấu đi cái hình ảnh nước Mỹ, và họ nó làm cho người nước Mỹ này đã bị méo mó trên cặp mắt của tất cả thế của những người khác con à. Thì bây giờ bắt đầu từ giờ phút này mình cảm thấy là mình an tâm mới là đã có một vị tổng thống mới lên, không giống như cái ông cũ. Cái ông cũ thì ngay bây giờ vẫn còn những người đứa mà nó cuồng đến mức độ mà đã đóng bọc ký tên rồi đó nha. Quốc hội đưa tên rồi, tổng thống Mike Pence gõ búa rồi, mà bây giờ nó vẫn có một số người vẫn nó chưa 30, chưa phải là Tết, còn 20 ngày nữa tổng thống sẽ lật kèo nữa, mới là ghê luôn quá. Nó cuồng mà tao thấy tao lắc đầu luôn, tao nói thôi đủ khổ. Bác cảm ơn. Lúc nãy cháu với anh Thương có nhiều người cũng nói nhắc đến cái vụ lá cờ vàng ba sắc đỏ chính đội Việt Nam Cộng Hòa cũ mà cầm kéo theo treo lên cao rất ngửa người trên tòa nhà Quốc hội Capitol ở bên nước Mỹ. Cái điều đó liệu chính quyền và nhân dân nước Mỹ người ta có chấp nhận được không, có chấp thuận một cái lá cờ của một chế độ cái, nói không còn nói theo suy luận của tao thì nước Mỹ nó cũng không để ý ba cái vụ đó rồi, bởi vì thường thường mọi quốc gia ở trên thế giới này, những người nào mà ví dụ như Mexico hoặc là những gì đó thì họ được quyền hoặc là họ có thể là họ mang cái cờ đó. Nhưng mà ở đây ta muốn nói là ở ngay cái thời điểm mà gọi như cái thời điểm mà đang nó nói một cái lời nhạy cảm á, mà vào trong cái điện Capitol thì chắc chắn gì sau này nữa là những ai đã cầm lá cờ đó, ở đây người ta không truy cứu lá cờ, nhưng mà ta truy cứu những người nào tham gia biểu tình, nó thẳng lại vậy đó, thì là để nằm ở trong cái vòng, bởi người ta đã nói rồi mà, đài CNN, các cái đài Việt Nam đứng ở đài như là Nguyễn Vũ, những bên đồng Nguyễn Vũ thì không có nói, nhưng mà ví dụ như Đoàn Trọng nè, các cái đại điều là nói là bây giờ nó đang truy lùng những cái người mà có mặt ở tại cái điện Capitol bất kể là ai, và họ sắp sửa truy cứu trách nhiệm và nhờ người dân giúp, là bởi vì người ta nói là người ta đã có ghi hình tất cả rồi, nhưng người ta không biết, ví dụ như ông này ở bang kia, ông kia ở bang nọ, là thường cái ngày đó là ngày tụ họp của tổng thống Donald Trump kêu gọi, cho nên mỗi người mỗi bang, người ta không biết ông này ở bang nào, chứ còn hình ảnh này đã có sẵn rồi, thầy yêu cầu dân chúng giúp đỡ, đã truy lùng những người đó. Lại tâm lý rồi xong rồi tiêu rồi, có nghĩa là bây giờ nó truy lùng tới nơi, bởi vì cái đây là nói một cách nôm na là phải làm gắt, là bởi vì đây là gỡ thể diện cho cái nước Mỹ, và không trừng trị á thì sẽ nó có những cái tiền lệ, mày hiểu không? Ta nói mày từ đầu rồi, có nghĩa là cái ngôi nhà này nó quan trọng ghê gớm, và nó quan trọng của một cái bộ mặt nước Mỹ này. Nó kinh khủng lắm, chứ nó không đơn giản vậy. Thành ra bây giờ chắc chắn là những người này đã vào trong từng phân tích và đưa ra nhiều cái giả thuyết và cả thuyết âm mưu rằng sẽ có bạo loạn trong lúc chuyển giao quyền lực, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc chuyển giao quyền lực nữa. Không, theo tôi nghĩ như vậy, có nghĩa là hiện giờ FBI vào cuộc và đang truy lùng những người này, thì tôi nghĩ là cái bạo loạn mà sắp sửa tôi chuyển qua quyền lực là không còn nữa, nó tắt rồi. Bởi vì ở đây cũng phải nghĩ là cái điều này là tất cả những người mà đi vào cái nhà quốc hội của nước Mỹ là Capitol đó, thì họ đang teo giấy, nó thẳng mày hiện giờ Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ màu, Mỹ đéo gì cũng đang teo ở trên trời. Hiện giờ FBI đang truy lùng,
thẳng là như vậy, hiểu tôi nói không? Thành ra bây giờ mấy ông là kêu như đụ má kéo lấy nhíp mà gấp ra thôi, chứ đụ má thằng nào nãy teo hết rồi. Có nghĩa bây giờ thành ra bây giờ tao nghĩ là cái sự mà coi như là biểu tình các thứ hay là xảy ra lúc độ bạo loạn giữa người ủng hộ ông Trump với ông Joe Biden ở ngoài tòa nhà quốc hội hoặc là trước tại nhà trắng ở Mỹ thôi, người ta không dám xông vào như vậy. Cái điều này cháu không lường trước được, nó quá là khủng khiếp. Thì đúng rồi, thì nhưng mà đã xong rồi thì tao nghĩ là sau này hết đụng độ rồi, hết gây cấn rồi, bây giờ coi như là không có còn vụ bạo loạn gì nữa đâu. Tới tao sẽ biết, tao tiên đoán là chắc rằng là không còn một cái sự việc gì. Bây giờ ông Trump đã nhận thua rồi, và ông đã hứa là chuyển giao quyền lực trong sự êm thấm, và ông đã có những cái tweet ra để ông tuyên bố là ý của ông là không muốn vậy, nhưng mà ông lên án những người ông chạy tội, ông có lên án những người anti fan mà coi như là đã ấy vậy thôi, thì thực chất là ông chạy tội thôi. Nhưng mà cái điều đó để cho nhà nước bây giờ bên hành pháp rồi, bên những người đảng viên đảng Cộng hòa rồi, những người kia là yêu cầu ông là coi như là phải lên án ông và coi như trút phế ông, mặc dù còn có 2 tuần nữa mà trút phế rồi con mẹ gì từ từ nó cũng tới thôi. Nhưng mà cái điều con phải hiểu là trước phế đây ông phải gây là một người tổng thống bất tài bệnh hoạn, đại khái người ta mới trước phế, mà ông này trước phế là một cái nỗi nhục, mày hiểu không? Chứ không phải là một chuyện trước phế, trước sau còn 10 mấy ngày nữa ông cũng xuống rồi. Nhưng mà ở đây trước phế thì nó tệ hơn là ở chỗ là ông tự nhiên hết nhiệm kỳ, ông xuống thì nó không nói làm gì. Dân bị trước phế có nghĩa là ông là con người bất tài và ông là một con người bệnh hoạn, ông nói chung là tất cả những cái gì xấu xa nhất là ta mới trước phế. Thí dụ đó, thành ra vì đó cái người ta đang kêu gọi và lưỡng viện hiện giờ đang nói là ép ông Mike Pence để mà làm một cái gì cái tu chính án 25 gì đó. Đại nhưng mà ông Pence ông từ chối, nó không có làm được vậy là bởi vì sao? Trước sau gì từ xưa ông Pence là cũng trung thành với ông kia là boss mà ông kia là chủ, thì đi tới cùng thì ông này bây giờ ông không nỡ làm vậy đây hay lại thì, nhưng mà bây giờ không biết sao, kệ, cái chuyện không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là đánh dấu chấm hết của một cái thể chế mà Donald Trump cầm đầu. Hồi xưa tới giờ 4 năm còn cầm cự được, còn chờ được, huống chi còn có 2 tuần nữa, chưa đầy 2 tuần nữa mà sao là không chờ được, phải không? Đó cho việc cho nó ra mình. Ví dụ mà bên gọi bên yêu cầu ông phó tổng thống cấp thể như ông Donald Trump á, thì sẽ dẫn đến bạo loạn ngay, ông sẽ làm tới ngay, bạo loạn dẫn đến nội chiến ngay. Okay. Nên là ông tổng thống á có đủ thông minh và đủ cái bản lĩnh để ông nhận biết điều đó. Theo tôi nghĩ thì chắc không đến nỗi nào đâu, là bởi vì sao? Ông đã biết ông làm sai và ông đã lên tiếng một cách nói hôm nay là ông là gia đình ông là con nhỏ Ivanka là lên tiếng chạy tội thôi, nhưng mà người ta đã hiểu ra được đó. Và tất cả mọi người trong cái cuộc biểu tình hôm trước đó, bạo động mà có nhiều thằng mà chụp được hình hết rồi, nhưng mà đang thuộc cái dạng kia mà đang thun dòi đồ, không có còn dám giúp chích gì đâu. Rồi về cái chờ FBI đó lụm từ thằng thôi, bởi vì Mỹ nó hay lắm cho nên bị đó ra không có thoát được. Kể cả Việt Nam trong đó cũng bắt, kể cả China cũng bắt, mà kể các ai mà đi tham gia biểu tình mà ủng hộ Trump bữa đó mà xông vào tòa nhà quốc hội là đều bị bắt. Tao tin chắc là cái điều đó. Thành ra hiện giờ họ đang lo sợ, và họ đang lo sợ cái bạn của họ chứ ở đừng có nói mà bạo động bạo điếc gì nữa. Và tao nói mày rồi, đây bây giờ là coi như là một sự gián đã đóng thuyền, và ông Mike Pence đã gõ búa một cái rầm rồi, đã tuyên bố là ông Biden đã lên lập tổng thống rồi. Cái chuyện đó là coi như là không còn gì phải nữa. Bây giờ đối cha nó còn không dám bạo động nữa, đừng có nói. Nhưng mà những cái chuyện được quan trọng là ông Trump ông nói gì trước lúc bây giờ thì ông Trump không còn quyền lực gì cả. Tôi nói cho mày nghe, không còn quyền lực gì cả. Thậm chí tôi nói mày rồi, Twitter với lại Facebook nó còn cấm cửa ông vĩnh viễn luôn mà. Có nghĩa là một người tổng thống đại diện cho một quốc gia tới gần cuối nhiệm kỳ rồi mà ông đã bị truyền thông bóp họng bóp hầu rồi, cũng như là không cho phát ngôn luôn, đừng có nói gì. Có nghĩa là ông này bây giờ không còn một cái gì gọi quyền lực. Và cái vụ này mà đang bị bể ra rồi, mà một cái hành động khủng bố như vậy thì ông không còn cái gì để phải nói nữa. Đó, nó hẳn là vậy. Thành ra bây giờ không có lo, không, tao nghĩ là không có chuyện gì xảy ra đâu. Và hiện giờ coi như là đã xong xuôi rồi, mình không nói gì nữa đó. Rồi, một vụ việc đấy. Việc tiếp theo này, đối với cuộc biểu tình hôm 6 tháng 1 với hôm 7, 8 tháng 1 này này,
thì người dân nước Mỹ đang mắc dịch bệnh rất là nhiều mà số lượng người chết bây giờ không kiểm soát nổi. À, hệ thống y tế của nước Mỹ đang mất hệ thống an sinh xã hội, ví dụ lương thực, về an ninh lương thực của nước Mỹ cũng đã bị vỡ trận. Thì cái đó có đáng lo không á? Lo chứ, bởi vì cái kỳ rồi thì nó đã kéo lên tất cả các tiểu bang, nó kéo về ủng hộ cho Trump trong một cái số lượng người kỷ lục, và đa số những người Mỹ thì nó không có khẩu trang khẩu thiết gì cả, cho nên bây giờ nó lây nhiễm thuộc cái diện kêu bằng lây nhiễm cộng đồng luôn rồi, coi như nó vỡ trận. Và tao nói mày, nó vỡ từ lâu rồi, mà bây giờ nó càng là vỡ hơn nữa, là bởi vì nó càng lây lan nhiều hơn, chết chóc sẽ nhiều hơn. Người ta cũng đã từng nói bây giờ nó không còn chỗ chứa nữa, mà thậm chí nhiều khi rồi mấy cái thằng mà đốt xác á, mấy cái thằng làm nhà hoàng hầu như thằng nào nó lè lưỡi rồi, không còn cái gì thu gì, nó mệt mỏi. Và mấy bữa nay thì ta không có coi về cái vụ coi như là vấn đề bệnh dịch, nhưng mà ta chỉ chăm chú theo dõi diễn biến của cái vụ này thôi. Nhưng mà sau khi vậy thì mình mới thấy là sắp sửa tới đây cái gì bệnh dịch mà nếu mà không có cái thuốc ngừa hoặc là ngăn chặn thì nó sẽ khủng khiếp hơn nữa. Mày coi những cái hình ảnh mà nó đi biểu tình mà ổn không? Thế là cho tiêm thử nghiệm xong là cho tiêm ra ngoài rồi, nhưng mà những người tiêm á, có một người cháu được biết là có một người tiêm lại mắc sát COVID-2. Tôi là tiêm phòng vaccine rồi nhưng mà lại bị nhiễm sát COVID-2. Đúng rồi. Cho tiêm thử nghiệm xong là thì tao nói cho mày nghe như vậy nè, có nghĩa là bây giờ nước Mỹ không cần COVID-2, COVID-3, COVID-4, COVID-5 gì cả. Hiện giờ nó cho lây nhiễm tự do rồi, nó không khe cái chuyện đó nữa. Thành ra bây giờ người ta không có cần khe cái chuyện mà toan hay không toan gì nữa. Bây giờ người Mỹ thằng nào chết là chết, thằng nào sống là sống thôi. Bây giờ mình nó bởi mấy ông già như tao là chuyên môn cố thủ luôn ở trong nhà thôi, không dám đi đâu hết. Có nghĩa bây giờ chứ đừng có nói chuyện bây giờ, hồi xưa ấy tao mới nói là như vậy, có nghĩa là cái nền y tế nước Mỹ của mức thế giới rồi, tất cả những cái gì mà mình còn thể mình còn kiểm tra được, còn control được, rồi còn làm chủ được, rồi còn có thể được, thì còn bây giờ nó không còn nữa. Bây giờ nó bỏ mặt rồi thì nó bị trở nên ra mày chết mày ráng mày chịu thôi, có chuyện là trời kêu ấy đấy. Dạ, và là hôm qua hôm kia cách đây tao cũng nói cho mày biết là hầu như giờ bây giờ cái Bộ Y tế Việt Nam, Bộ Y tế của Mỹ hầu như nói là nó không cứu những người già luôn. Và những cái xe cấp cứu đó nó đắn đo là những người nào nên cứu và những nào người nào không nên cứu. Những người nào mà già thì nó bỏ chết luôn đó, và không có cứu những người hiện giờ đang trong cái tình trạng nguy kịch luôn. Thứ nhất là cái giường ICU, những cái người nó gọi nói một cách nôm na hiện giờ đang thanh lọc nhân số, mấy thằng nào lão làm mà gần chết thì cho chết luôn để cho bọn trẻ nó lên đó, nó vậy đó. Nó thẳng là vậy. Đúng đúng đó. Nó đang định nói ý đó, cho rằng là cái hệ thống an sinh xã hội của nước Mỹ với là chính phủ Mỹ đang tìm cách thanh lọc lại dân số nước Mỹ, thay thế vào cái dân số già hóa bằng dân số trẻ hóa. Đúng ra thì cái chủ trương không phải là vậy, nhưng mà nó lỡ rồi. Vì thế giống kiểu nhà phóng lao phải theo lao rồi nó chơi vậy thôi luôn. Có nghĩa là từ xưa tới giờ nó còn control được thì nó còn để sống, mà không control được là nó không còn giám sát, không còn tự chủ được, không còn để coi thiệt kệ mẹ mày. Bây giờ coi như nó xoay với chuyển hướng qua cái làm cái điều đó, nhưng thực chất lúc đầu thì không phải vậy đâu. Nhưng mà 100% cái lỗi này cũng là do Donald Trump. Là mẹ tao hôm trước tao nói rõ ràng, đừng có chạy tội, cái này cũng là do Donald Trump. Tất cả mọi bất ổn trong xã hội nước Mỹ cũng do Donald Trump, rồi cuộc biểu tình bạo loạn kia rồi cũng do Donald Trump. Nói chung là tất tần tật đều do Donald Trump cả. À, bởi vì nó không biết nổi tệ như vậy, mà đáng lẽ vì ông Trump ông tới nói ông nói cái chuyện đó là chuyện xàm, chuyện xú, đám dân chủ này đồ mà nó gài đồ mà người ta cuồng Trump, cho nên người ta nói đúng rồi đồ, mà xong mà thế là tao không đeo khẩu trang đồ, ông Trump không đeo khẩu trang, ông đồ mà nó cuồng mức độ vậy thì rồi giờ nó lây nó chết cũng là do Trump. Khổ vậy rồi. Giữ like cháu đừng nhắc đến đối với nước Mỹ không có nỗi nhục nào bằng kia. Hai cái nỗi nhục, thứ nhất là cuộc chiến ở Việt Nam đấy, cái đấy ta đi còn trong gọi là trong danh dự một chút, nhưng mà cái đám que củi ở bên đấy lại cầm lá cờ đấy cắm vào tòa nhà Quốc hội khơi lên cái đấy,
với vụ vào chiếm tòa nhà Capitol, tòa nhà Quốc hội ở nước Mỹ này, là hai cái nỗ lực lớn nhất mà thế giới người ta lên án, và người dân ở trong nước cũng lên án, chứ đừng nói là thì người dân thế giới. Theo tiểu sử tao đọc và tao biết là từ 200 năm nay, 200 năm nay nha, ở Mỹ thì chưa bao giờ có cái tình trạng này xảy ra. Và cái kỳ này là coi như là cái hình ảnh của nước Mỹ nó bay mẹ nó ở trên thế giới, nó bay luôn, có nghĩa là đồ mà cái thể chế nền dân chủ của nước Mỹ nó tiêu tùng luôn. Có nghĩa là như vậy thì một cái nỗi nhục rất ư là lớn mà nước Mỹ đang gánh chịu, cũng do Donald Trump tạo ra. Và bởi vì trước cái cuộc biểu tình, ông đã tuyên bố, ông đã khuyến khích những người dân nói những lời kích động để người dân cuồng ổng mà đi theo về Washington DC để biểu tình. Ông đã tổ chức cả, ông kêu gọi mà, cho nên vì đó cũng là do ổng mà ra. Đấy, nó khổ vậy, cho nên bây giờ nói chung là Donald Trump phá nước Mỹ tan nát. Cái này tao cũng đã nói với mày từ lâu rồi. Có nhiều thằng nó nói rồi cho 4 năm nữa đi, làm nhiệm kỳ 4 năm nữa tan rồi, nhưng mà nó chưa có nát như tương, bây giờ cho nó nát như tương thì làm thêm 4 năm nữa. Tao cũng nói mày rồi đó. Rồi tao với mày nữa chắc chắn là nước Mỹ chuyển sang chế độ xã hội chủ nghĩa. Khổ. Thì nhưng mà bây giờ thì nó vãn hồi lại, nó vãn hồi nhưng mà cái vết nhơ nó không bao giờ xóa được con. Nó vãn hồi lại thì nó vãn hồi lại và đâu lại vào đó. Thì trong lúc thời gian này đến chuyển giao quyền lực thì nhưng mà có cái này mới là khó khăn nè, cái điều đó ta không có bỏ qua. Bởi vì khi mà Donald Trump rớt ngai vàng và đi xuống rồi thì Donald Trump để lại một cái di sản khủng khiếp. Cái di sản này là dọn dẹp mệt xỉu luôn. Đó, cái người mà kế nhiệm, cái người đó mới là đau đầu. Ta nói 4 năm nhiệm kỳ thì chưa chắc là dọn xong rác, hết rác của Donald Trump. À, thành ra vì chuyện đó thành ra bây giờ làm quân sư chứ không phải làm quốc sư, làm quân sư cho ông Joe Biden được không? Quân sư cho ông Joe Biden được thì cháu có một cách kể lên. Thôi, được quá. Mày đừng. Cái đó tao thấy tao chán quá rồi, nhưng mà bây giờ cũng hên cái đang lo sợ là nó lật kèo, nhưng mà lật hết được rồi, đóng mộc rồi, gõ búa rồi, không có lật kèo con mẹ gì được nữa. Và tao đang thở phào một cách nhẹ nhõm, nhưng mà mình chỉ thương cho cái ông sao này, bất kể là ai chứ không cần phải là Joe Biden, nhưng mà thừa hưởng được một cái gia tài của Trump để lại quá ư là khủng khiếp. Thấy chưa, bây giờ đang dọn dẹp mà. Và cái đó mới là khủng khiếp này. Và tao nghĩ là cả một cái nhiệm kỳ 4 năm chưa chắc gì đã dọn xong rồi. Mày thấy rõ ràng đó. Trung làm những cái điều nhưng mà ông dọn xong là cũng ngon đấy, nhưng mà cháu sợ ông dọn chưa xong, ông có tuổi rồi dọn chưa xong cái dứa nhiệm kỳ đâu đó. Cái này hình như người ta đã lên lịch rồi, nó lên lịch rồi. Cái này ông lên, ông chỉ lên, ông cho ông kia một vố. Và bởi vì cái phong xong của tao mới nói mà là cái ông này là cái đã từng làm chính trị 47 năm theo làm phó tổng thống rồi. Cái phong song tức là cái quyền lực của ông rất là lớn, vì ông mới được đối địch được cái với công này. Mặc dù lớn tuổi thì tao nói cho bạn nghe, mặc chỉ hiểu 1 năm 2 năm, nếu ông tử thì cái đường đi của họ đã tính trước rồi. Họ nghe có nghĩa là cái bà phó tổng thống sẽ lên đương nhiệm, mà cái bà tổng thống này nó không thua với cái bà Bill Clinton, có nghĩa là cái bà này đã làm chính trị và rất ư là giỏi. Bà này là người da màu nữa, cho nên việc đó là cái đường đi nó đã dọn sẵn, là mày yên chí không có lo. Thì mình mới nói cái một cái điều như vậy, là mình chỉ nói là bắt đầu từ giờ phút này, một cái chủ yếu ta nói hôm nay với mày là có nghĩa là nước Mỹ không còn làm cái gì trên thế giới cả. Có nghĩa là bắt đầu từ vậy là không phải là lên giọng là nhân quyền, là nhân giọng này kia, giờ nó sụp mẹ rồi. Cái hình ảnh, cái biểu tượng của nước Mỹ tự do nhân quyền nó sụp mẹ nó rồi. Cho nên vì chỗ đó ra, đó là một cái nỗi nhục lớn nhất của Mỹ. Vì chính cái điều đó và người cầm quyền đã hiểu đó, hiểu rất là rõ trên cái vấn đề đó. Cho nên bây giờ nhớ, người nào mà phá cái điện mà Capitol là người ta đang truy lùng gáo gắt, rất là gắt. Đó, thành ra không thể nào chạy được. Mà tao nói mà con nấc mà đây là hiện giờ tụi nó đang co vò ruột gỗ, nghe đủ mà đang teo giấy. Cho nên vì chỗ đó ra, mày thiệt mày, đang ngồi chờ nó tới lụm, nó gõ cửa lụm. Và CNN, FBI đã thông báo rồi, tất cả mọi người dân, hình ảnh thì đã có sẵn rồi, nhưng người ta không biết ông đó ở tiểu bang nào. Bây giờ yêu cầu người dân cung cấp
đương nhiên nó cung cấp liền thôi, đồ người dân cung cấp, mà nhất là mấy cái đám bị trắng mà bị trắng ôn hòa đó là đủ mất, là nó chỉa thôi, đủ mình đâu có biết ai là ai đâu, nhưng người ta sẽ nói rồi, đủ mất nó tới nhà, nó lụm từ nhà. Kiểu ép chó đến đường cùng thì nó quay lại nó cắn, nó bắt súng ra nó bắn nhau rồi sao? Không có đâu, kia này làm găng lắm, bây giờ đó thể hiện. Bây giờ tất cả những mọi người bên hai bên lập pháp đã lên án cái bữa hôm đó, tại làm sao mà cảnh sát ra lại không ra tay mạnh bạo và nói một cách như vậy, có nghĩa là cảnh sát hôm đó không được đông lắm, hạn chế. Rồi cho nên vì cái đó người ta bị áp lực bởi vì nó quá đông, họ tràn vào quá đông và cảnh sát phải bỏ chạy thôi. Mày nghĩ coi có mấy một có 1-2 ngàn cảnh sát mà rải dài nguyên cái khu vực đó làm sao mà thưa, trong khi đó cả triệu người đang xuống đường thì hỏi mày làm sao mà bẫy được, bung cửa chạy thôi, thế thôi chứ là sao giờ được. Nhưng mà có 1 triệu người kia thì chắc chắn là phải có vài chục nghìn người mắc covid trước rồi, đương nhiên rồi, và sẽ nó lây lan khủng khiếp thì rất là rầu. Bây giờ dẹp được cái vấn đề coi như là nội tình của nước Mỹ là tổng thống đương nhiệm và tổng thống cũ, tổng thống mới thì coi như là xong rồi, nhưng mà hiện giờ thì lại covid nó lại lây lan khủng khiếp hơn nữa, là bởi vì ta nói rồi, ở nước Mỹ này tự do quá trớn, vì chỗ đó cái tự do cá nhân chứ không phải tự do cá nhân quá trớn, vì chỗ đó thành ra nó lây lan khủng khiếp và không có thể nào mà ngừng lại được, và bây giờ nó lây lan đến mức độ là nó cho rằng là kiểu rượu mà chết nào ráng kiểu đó thôi, chứ thực tế nó đéo cứu chữa được. Và ta đã hy vọng là vấn đề thuốc ngừa bây giờ phải sớm. Bây giờ chắc chắn rằng Trung Quốc nó sẽ vượt mặt về kinh tế, còn chính trị thì còn giữa Trung Quốc với Nga thì nó sẽ là những nước nắm đầu về cái điều phối thế giới. Mỹ thì nó vẫn liên quan đến nó vẫn là ảnh hưởng đó, nhưng mà chính vì vậy trì trệ cái chính trị của nước Mỹ nó bất ổn nó khổ vậy, vì chỗ đó thành ra Trung Quốc trước sau gì nó cũng vượt mặt thôi, nếu mà người lãnh đạo không tài giỏi, và nước Mỹ và phải tài giỏi chứ, còn ta nói mà rồi Trung Linh làm 4 năm nữa là mẹ nó bóc cám mà ăn thôi chứ mà đến giờ phút này cháu chính thức tuyên bố thế kỷ 21 này là thế kỷ của cộng sản lên ngôi thay thế các nước chủ nghĩa tư bản, các nước thế kỷ của chủ nghĩa xã hội lên ngôi rồi, thay thế vào chủ nghĩa tư bản rồi. Cái đó một nước thế bộ mạnh nhất thế giới sụp đổ trong ánh mắt của người dân rồi và của các quốc gia trên thế giới rồi. Không, mình thì có thể mừng nhưng mà đừng có vui quá, đừng có mừng vui quá, vui thì cũng phải vui từ từ thôi. Mày biết tại sao không? Bởi vì nước của mình là một cái dân tộc mà một cái đất nước nó nhỏ bé. Bởi vì hiện giờ mày phải hiểu là Trung Quốc á, rất là nhiều người đầu tư vào Trung Quốc. Mày tao nói một cách nôm na thôi, một lon coca nó bán $1 thôi, $1 thôi, nhưng mà nếu bán mày nghĩ đất Trung Quốc đó tới 1 tỷ 4 dân, mày thấy mỗi người chỉ $1 thôi, bỏ đồng một lon mua một lon coca thôi, thì mày hiểu là một ngày nó thu bao nhiêu tiền chưa. Thành ra vì chưa nó có một cái lợi thế là nó quá đông dân. Hai bác cháu nói hết, lúc nào tắt thì thôi, còn đúng 2 phút. Rồi người ta lúc nào tao cũng hấu hụi chót hay là sao mày, kỳ vậy. Bác lại đi đâu? Không, bên này bác ngủ, nói chung thì giờ có ai đâu, có mình tao với bà thôi, bà đi làm, mà tao muốn ngủ khi nào tôi ngủ, tôi muốn ăn khi nào tao ăn, tôi muốn làm thì tao làm, ra nhiều khi tao ngủ nướng á, ra tao ngủ trễ, mỗi lần tao lên mày. Đối với việc chuyển giao quyền lực nước Mỹ ấy, cháu chưa tin rằng nó ổn định đâu. Không, tao nghĩ là ta tin rồi, bởi vì nó như vậy. Nó như vậy, nếu nó không, nếu không tao tiên đoán như vậy, nếu mà chuyển giao quyền lực mà cái vụ mà các mình xông vào cái tòa nhà này, cái Capitol này không có thì ok nó sẽ bạo động. Nhưng hiện giờ nó bị một áp lực về vấn đề tâm lý, có nghĩa hiện giờ chết mẹ rồi, đủ má đang truy lùng mấy thằng kia rồi, đủ thành ra vì đó người dân đang lo sợ. Những người nào mới đi ủng hộ Donald Trump mà hôm đó mà nhà vừa có cái căn nhà đó, hiện giờ đang lo sợ, hiểu không? Và tất cả mọi người đang lo sợ, thành ra ta nghĩ là không có chuyện kia xảy ra nữa, và ta nghĩ rất là êm thấm, bởi vì nó đã cái này thuộc về dạng kia mà dán đã đóng thuyền rồi.